năm vừa qua, Mỹ với Nga đưa ra tòa phán xét với vụ án 16 tỷ đồng cho một cái hợp đồng, làm cho bao báo chí phân minh thế là thành rối tình. Một vụ án kết thúc qua đi, mối tình cũng vứt đi. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, uống thuốc bao lâu cũng chẳng hết bệnh, để lại nỗi đau, người dân nhức nhối đau đầu. Ôi vì em, có biết vậy không, dân chúng tôi mong đó là thuốc hạt, bệnh tật sẽ qua, để thôi nước mắt nhạt nhòa. Nắng mùa này em tôi mặc áo thắm, bởi vì em không có lúa hạt đông. Em với tôi và tất cả bị lừa, 30 năm cả đất nước bị lừa. Do vô ý anh để quên cái mắc, lộ hàng anh xuất xứ từ China. Anh lừa tôi bằng triết lý kinh doanh, bởi vì thế mà ban ngành vào cuộc. Em xinh tươi mị miều, làm đại dương thêm dậy sóng. Không biết có phải mua hay là em nói tiếng, để ngôi hoa hậu kia bao người cười. Dân ta giờ đã hết xóa mù chữ đâu, giờ lại thêm một loại chữ mang đến trình tự giáo sư, làm cho dân chúng thêm sục sôi. Ném đá ông ta tơi đến nỗi có người bênh ông cũng ăn ngay đòn ném đá. Thật may mắn được ta giờ đây vẫn còn nghe dân, gạt đi hết loại chữ mới của bác mới vừa báo cáo. Vì không biết sẽ thế nào đây, sẽ giống như ngày xưa cha con cùng ngồi bên nhau trong lớp học vỡ lòng. Anh là ai từ đâu
cùng các sẽ nói đùa nhau, cùng dùng tiền chơi khó ở đây để biểu tình cái bốn cái lạy, cho thấy rằng thu phí đang sai, dù một đồng sẽ cũng không cho, sẽ không cần một đồng tiền thôi, bao nhiêu fan phá bót cho đi cũng chỉ là giọt nước tràn ly. Rồi những đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua miền giáo đường dấu yêu, thiên thánh ca xưa vang trong đêm tối, nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn, đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Thiên thánh ca xưa vang trong đêm tối, nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn, đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi.